Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Roulette phần 3 tiếp. Rồi, thì thứ nhất cảm ơn các bạn đã hướng dẫn mình đó là khi mà chơi thì mà nó hiện lên cái bảng màu đỏ là không được bấm vô. Để bấm vô tức là chúng ta nhận búp thì lúc đó chúng ta sẽ bị hạn chế một số cái, và đặc biệt là nó sẽ cộng thêm thời gian coi chúng ta hoàn thành game. Rồi, ok, mình hiểu rồi. Bây giờ thì bữa nay chúng ta lấy cái mô tô của Liên Xô nè. Có cái này coi như là pháo, chúng ta có pháo tự hành thì khá là ngon. Rồi, ok. Liên Xô đấu với Liên Xô thì mình sẽ lỗ, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ lấy cái chế mặt trời mọc để mình dùng mà không quân mình bắn dồn dập, nói chung là chiến thuật con gà của mình vẫn đang hiệu quả các bạn. Tại bây giờ dùng Xô Viết thì mình đẩy lên là mình sợ là mình là cái người thiệt thòi. Tại vì bây giờ cái này, đấu với cái này mà mình khoan đã. Đấu với cái này mình dùng mình sẽ tăng được không ta? Tại bữa giờ chơi cái này nhiều rồi, thành ra là mình nghĩ là mình đang muốn dùng cái này. Cái này thì không được, tại coi cái này là chỉ như chống công trình, cho nên là mình dùng đồng minh thì chưa được, đồng minh mình chưa có cái gì cả. Nên lấy Liên Xô chơi thử đi. Rồi, ok, chúng ta đang đối mặt với lại một sĩ quan chỉ huy của phe Xô Viết. Nhớ rồi, màn này là nó rớt vậy là chúng ta không đi bộ được các bạn. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn. Màn này bắt buộc phải dùng cái này để mình chúng ta bay rồi. Ok, không sao cả, mình có biết gì đâu, mà những gì không biết chơi nó mới hay. Chứ biết hết rồi còn gì nữa đâu chơi rồi, cái chiến thuật dùng phe Liên Xô của mình nó thất bại rồi. Màn này nó rớt kiểu đó là giờ chúng ta phải có những cái đơn vị nào mà nó chạy nhanh á thì mới được. Chứ cái màn này mà nó cứ rớt xuống kiểu đó thì mình bó tay luôn. Rồi, ok. Xây nhà năng lượng nhiều tí. Lát nữa khỏi mấy công quên xây giống gì hết. Mà nó cứ dày hoài làm sao mà mình chiến được ta? Tại giờ muốn đi xuống đây thôi đã khó rồi. À, mình có thể đi xuống bằng đường này. Sau đó dòng ra biển. Rồi. Ok. À mà màn này chúng ta thấy rõ đối phương trên map à. À dễ dễ. Mà cái xe đó nó tính là bộ binh hay là thiết giáp tao mình quên mất tiêu rồi. Chà, à cái này 2.500 là mình cứ quên mất. Tức là 2.000, tại một phần nữa hình như trong mấy cái bản Reality 2 là nó cũng chỉ có giá là 2.000 thôi. Rồi đây, ok, nhất có ba cái thì mình cũng mừng. Kỹ sư chắc phải đi đường vòng, chứ đi đường này là kỹ sư dễ ăn đòn lắm. Rồi, tạm thủ mỗi bên vô đây thôi. Mỗi bên một khẩu pháo. À đây nè, mấy con chiếc xe đấy nó chạy nhanh nè, các bạn hiểu là đúng rồi nè. Ok. Rồi đây. Sao cho nó bắn vài phát đi các bạn. Rồi đây, ok, không sao hết. Lẹ lên, lẹ lên. Sắp toi một khẩu súng rồi. Rồi, ok, không sao, không sao. Cái này chúng ta chưa tính toán được cái đường tiến của đối phương, rồi nay chúng ta gặp thất bại tí cũng được. Rồi đây, chạy ra đây rồi, hồi chạy lên bên kia. Chứ đi không chỉ nó đi tầm bậy nữa là chết mình. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ luồn sau, chúng ta đánh hiểm. Rồi đây. Dạ điều này màn này có nghĩa là chúng ta sẽ cần ít bộ binh để mà thủ nhà luôn. Không mấy không đứng yên tại chỗ chơi không có được. Màn này không
chơi lô cốt được rồi. Rồi. Ok. Sao không sao? Ta chưa có kinh nghiệm đối phó với mấy chiếc mô tô này. Dạ nó chơi nó bắn cối các bạn. Không dùng cái kiểu này được, phải có con nào đó chi chống chống xe cơ. Gọi chục thằng này ra đi là tính. Rồi ta gọi luôn một thằng kỹ sư. Rồi đây. Mai màn này đa phần nó sẽ chơi mô tô thì mình đỡ lo vấn đề thủy quân hơn. Đó đúng rồi, dứt liền. Mấy con này nó dứt xe là khỏi chê. Rồi, lúc đó tranh thủ gọi xe tăng ra luôn. Màn này xây lô cốt vô nghĩa các bạn, chúng ta phải dùng bộ binh rồi. Vậy thì cũng không cần nhiều nhà năng lượng lắm. Cái cối đó thì nó bay không trúng bộ binh được các bạn. Cái đó độ chính xác nó nói chung là nó tốc độ bạn bay nó chậm, nó bay theo đường cong nữa, thành ra chỉ có mục tiêu là đứng yên mới dễ trúng thôi. Rồi. Ok. Rồi ngon rồi, nhào lên. Lên lặn đạn liền. Mấy con này hình như nó tính là bộ binh hay sao á, nó không có di chuyển đồ linh hoạt được các bạn. Rồi là đi đường này xuống vòng qua kia chiến với mỗi dầu. Rồi ok. Rồi chưa? Ok. Ta gọi chừng 20 con này ra thôi. Là đi được rồi. Nó chưa xây nhà máy bay tức là nó sẽ không có phần không hiệu quả. Mấy con kia mình khống chế được dễ. Rồi ok, đi vòng đây. Dứt nó đúng rồi. Đây này này thì mô tô, nói chung mấy con mô tô này của Liên Xô hơi bị hay đấy. Như là nâng cái này không cần thiết các bạn. Rồi ok, cứ nâng tàu đi chả sao. À là nó mua mấy cái xe này rồi mình cũng mệt á, tại nó biết là màn này mình phải dùng không quân là chủ yếu. Mà thật ra màn này mình dùng tàu hải quân cũng được, nhưng mà tại giờ mình chưa có tàu pháo của Nhật và tàu sân bay hay là tàu tên lửa gì mình cũng không có hết. Đây có này xài trước thôi. Nó chơi toàn mô tô không, thật ra màn này nó muốn dùng cái khác cũng không được, bao là nó phải dùng không quân giống mình luôn. Rồi ok, mà nó xe mô tô nó chạy cái này nó cũng có tỷ lệ bị vệ tinh nó rơi trúng chứ được không. Tại mấy cái dòng nó lan kinh lắm, rồi bộ binh vậy nữa nè. À đây kêu thêm 5 thằng này ra nữa. Ê, mấy thằng cung thủ này là nữ vậy lộn. Đây kỹ sư ơi, lên chiếm cái điểm này đi, để cái lô cốt về vô dụng rồi. Đảm bảo là mấy bộ binh nó qua không nổi đâu. Thấy rồi. Chà, tranh thủ quá ha. Cái lô cốt của mình nãy giờ bị nó bắn te tua luôn các bạn. Mà nó bắn xe, nó bắn hên quá. Rồi ok, nó toàn nó nhắm vô mấy cái này không thì dễ rồi. Chúng ta thì không có nhiều tiền đến mức mà chúng ta mua được tới hai cái nhà xe tăng nữa, cũng không sao, mình không gấp cái chuyện đó. Mà này xác định là con bé này nó không xài công quân rồi, vậy chúng ta cũng không cần phải mua cái con thành công. Chủ yếu là chúng ta mua thì nhiều xe vô chúng ta bắn đi bọc đánh thôi. Ok, đội 1 nghe lệnh. Đây đổ vào chức năng này cho nó tự bắn như vậy trơn. Rồi bay lên.
chà, thông minh hơn rồi đấy, biết bắn nhắm vào bộ binh của mình. Nó bắn đạn cối thì trong lúc mình không điều khiển bộ binh, mình đang đứng yên á là nó chơi được mình. Rồi đã thế thì cho mấy con này nó bắn luôn. Đây, bộ binh ra làm cảnh xíu thôi. Rồi đây, qua đây nha. Rồi, ok. Rồi tranh thủ cứ điều khiển đội 1 là được. Ra tiền của chúng ta nó vô, các bạn thấy nó hơi chậm tí thôi mà cũng không sao. Đây, dứt cái mỏ dầu của nó trước này. Không cho nó bơm dầu để nó bán nữa. Ủa sao bắn là lâu thế? Đây lên phụ nhanh. Bay. Xe nó đang đuổi mình là nó dở rồi. Dứt mấy con 10 rồi nào nhanh. Mấy con 10. Tại mình đang áp đảo mà. Chứ lại nhờ mình lì nữa. Dứt bánh này cho tôi. Rồi xong. Rồi dứt cái này luôn. Rồi ok, ra biển nhanh. Rồi chúng ta đi vòng về. Bước đầu thành công rồi. Sao nó phải mất một thời gian nó mới xây lại được đồ. Rồi cho vòng qua đây phá cái nhà này của nó luôn. Rồi mình tạm thời được an toàn. Mấy này đắp xuống bò ở đây. Phá. Nó xây lại nhà sẽ tăng dễ rồi, nguồn tiền của nó cũng nhiều. Tính đuổi theo mình mà đâu có dễ. Rồi ok. Đây, lần tới là đi vòng bọc bánh đánh vô cái nhà chính của nó. Này tại nãy giờ nó đánh nó gây áp lực cho mình quá, ra bây giờ mình phải quay về phá nó trước. Đây nữa, bay lên. Rồi bay qua đây. Đây, hệ phòng nó chơi mình các bạn. Rồi bay qua đây. Chứ là không bay trực diện được, trực tiếp được các bạn. Chúng ta bay chúng ta phải canh me, chúng ta móc. Rồi đây mấy con gà của mình. Rồi ok, tốt. Vòng lên đây nè. Vòng đó xong mới đánh tập vô nhà chính nó được, không cho nó xây lại. Rồi ok đẹp. Chúng quả cối đó hơi dao đấy nhưng mà không sao. Rồi đây cái này nó áp sát cho nó là nó chỉ chết thôi. Rồi tốt. Màn này nó còn không cũng ngon đấy. Nói chung là màn này dùng hải quân là ngon nhất. Và tại bây giờ mình không có tàu nào bên hải quân mới mà chuyên dụng cho nó cho cái này cả. Hiểu rồi. Đây kéo máu nó lại lên. Rồi banh nhà chính đó rồi. Này phòng không. Phòng không này. Phòng không hả con. Phòng không hả. Quốc banh luôn cho nó mua cái nhà chính. Rồi ai chà, nó có cái trụ ở đây nó xây khôn quá, nó làm mình không nhìn ra được. Rồi cái này là mất cái nhà khả năng ra lính của nó. Đây dứt. Rồi ra biển lôi.
cứ thế là đánh rồi lại lui, lui rồi lại đánh. Đánh rồi lại lui, lui rồi lại đánh. Rồi đây, hai đứa này bay lên ra đây luôn, rồi vòng lại đánh chơi sao. Nó tiêu rồi, giờ chúng ta chỉ tỉa dần thôi. Nó lấy được cái này thì cũng không ý nghĩa gì cả. Con này mình còn biết nó được tính là sẽ có giới không hay là không quân đây. Rồi thôi, chiếm cái nhà đó cũng không quan trọng. Công là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rồi đây chúng ta mua một cái ông chỉ sơ đi cho ông đi vòng. Bây giờ mới ra được cái này buồn quá. Nãy ra cái này sớm mình đỡ khổ. Rồi chơi nó. Qua phần này nó cập nhật lại các bạn. Nói chung là mấy cái thằng mà mấy cái con kamikaze nó sẽ phải bay được khoảng cách xa hơn. Rồi đây cho nó bắn vậy phải không ta? Bây giờ mình cứ mua con kia mình đáp xuống thì cũng vậy thôi. Ăn tên lửa đau chưa? Mặc dù mình thiệt nhiều xíu nhưng mà không sao, miễn thắng là được. Còn thiệt hại mà có nhiều hơn hay là phải chi nhiều hơn để thắng thì cũng bình thường. Rồi ok. Ông trời bị tông như vậy không phê à. Cũng kinh khủng khiếp dữ. Kỹ sư bay ra đây cái đã. Rồi, rồi đây nó vòng rồi nè. Rồi ok, phá cái nhà này luôn là mình thắng. Rồi giờ chúng ta lấy được cái xe này rồi là có vẻ như là chúng ta sẽ đi mốt được. Chỉ có xe Liên Xô mà mình chưa lấy được mấy cái quấn tên lửa của nó đó thì cũng dễ là có cái cối này để bù vô. Mày vô cối này tầm bắn này hơi ngắn. Với lại nó cũng không được lì. Mà thôi cũng sao, nó cũng chả lì con thiết giáp nhiều. Rồi quan trọng là giờ chúng ta mở được thêm một đơn vị nữa. Rồi ok, hàng đầu những đơn vị hàng nhẹ, những đơn vị cơ bản là coi như đủ hết rồi đó. Đồng minh thì thiếu hàng đóng băng. Rồi đồng minh phải thêm hàng đóng băng này nữa vô chơi mới được. Với lại đồng minh ít nhất là phải có con chiếc máy bay này để dùng. Con này thì chắc hơi khó nhưng mà phải có ít nhất con này mới dùng được. Còn có cái này thì cũng được đó, coi là có con này cũng được. Còn Nhật thì ok, coi như là tạm đủ rồi. Nói chung là nhờ con này với con này chủ yếu. Có cái này để thủ luôn rồi ta cũng không lo lắm. Rồi ok, ta lên được phần trăm rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Mở nhiệm vụ mới không à? Là mở đi. Ok, mở hai cái các bạn. Hai rồi, nhiệm vụ này để lấy Tania, còn nhiệm vụ này là để lấy con Ronin, con nói chung là con robot giáo thủ chống tăng các bạn. Rồi ok, hay đấy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.